Hi, xin chào cả nhà đang xem kênh Tiểu Hồ Cuộc Sống Trung Quốc. Lúc rồi đó. Hôm nay là ngày đầu tiên mấy anh này đi vô lợp cái trần nhà với lại cái bức tường cho mình nè. Phải nói là đoán là làm thì tầm khoảng 3 ngày. Nhưng mà cái này thì mình đã bao việc cho người ta luôn, cho nên là mình không có cần phải chuẩn bị cơm trưa. Đây, chưa kể ta khẩu khang tông bị rồi. Đây. Nhóm thợ này ai xài thuê thì vật liệu với lại mấy cái đồ gỗ hay này kia là mình tự mua theo ý của chủ nhà. Còn tiền công của mấy ảnh là 40 tệ là 1 mét vuông, là cái công mà mấy ảnh làm ở trên trần nhà. Tính qua tiền Việt mình là 140.000 1 mét vuông. Như vậy thì bây giờ một ngày mà mấy ảnh làm nhanh hay chậm thì tùy theo mấy ảnh thôi. Nếu mà làm nhanh thì rút ngắn thời gian lại, mấy ảnh kiếm được nhiều tiền hơn, nó nhanh hơn. Còn nếu mấy ảnh tự kéo cưa thì cũng tùy mấy ảnh luôn. Đợt này là nhà em hết sợ bị kéo cưa rồi. Đợt trước em với lại A xã gỡ cái trần nhà cũ xuống thì cũng còn sót một ít gỗ. Sáng nay thì qua là anh tranh thủ anh đập cái này xuống trước. Đợt lúc mình mới mua nhà, bước vào trong nhà thì mình thấy là chỉ có một cái trần nhà là nó mới nhất trong căn nhà luôn. Nhưng mà lý do tụi em gỡ xuống là tại vì nó có nhiều côn trùng, với lại mình mới mua trong đây mà là nhà cũ nữa, mình không biết được ở bên trên thì nó có những cái gì, nên là mình quyết định là đập gỡ nó xuống. Và để thứ nhất thì mình kiểm tra thử cái nóc nhà của mình nó như thế nào, thứ hai thì khi mà mình tự làm lại cái trần nhà thì mình sẽ yên tâm nó không có côn trùng, không có lỗ hở, kiểu như là về lâu dài thì sẽ tốt cho mình hơn. Sáng giờ sợ đi mượn quá trời ghế luôn, cứ qua một nhà mượn một hai cái. Do là cái trần nhà ở vùng Đông Bắc Trung Quốc mình nó thấp á, cho nên là người ta chỉ cần bắt ghế là lên tới được cái nóc nhà luôn rồi, dễ sưởi ấm vào mùa đông.
bong ra. Cứ thế, cứ thế. Thấu bong này. Phải cho nhanh sửa theo phút sửa lại. Bây giờ tụi em gắn cái trần nhà ở trên đó là tụi em nâng cho nó cao lên, không có làm như cái dáng cũ. Cái dáng cũ là người ta bắt cái cây gỗ thòng xuống cả khúc rồi người ta mới bắn. Rồi nhà em là giờ em làm là kiểu như nâng cao hết mức có thể luôn để cho nó thoáng hơn một xíu. Cái gỗ mà màu trắng á là cái gỗ mới đóng lên, còn cái gỗ vàng là cái dấu gỗ cũ. Giờ mấy cái này bắt đầu làm. Em thấy mấy người thợ cố định cái sàn gỗ này á, bằng một cái lóc đinh
lóc đinh này thì tính ra cũng dài lắm nè. Sau khi mà cố định bằng cái lóc đinh nhỏ này á, thì người ta sử dụng thêm đinh lớn để cố định cho chắc nữa.这个果能不能再抠抠我听听这是我还包大梁小麻鸡一会儿要不一个给这帘子那个帘帮抠抠我要给这根儿这个这么多处也这个我得帮你围这个哎呀我进不去这拿着呢有那玩意儿不知道你也是还有那玩意儿吗 Thank you.
Kháng binh là công chung của cha Bù Đô nè. Đưa đi giao hoa xiền. Giờ này chiều 5 giờ rồi nè. Hôm nay thì mấy anh làm được tới đây. Cái này hình như là gọi là trần thạch cao hay sao á, không biết là anh chị mà mình làm bên nghề này á, cả nhà mình comment cho em biết thử cái này là cái vật liệu làm bằng cái gì nha. Nhưng mà em thấy thì nó đổ giống như là nghe xã nói thì cũng tự tưởng như là thạch cao hay sao á. Đây nè. Cái này chỉ là mới bước đầu là người ta cố định cái khung với lại là người ta đóng cho cái này nó cố định lên bên trên. Thì ai sẽ nói là còn quét thêm một cái lớp mà tôi cũng tựa như là một cái lớp sơn gì đó. Xong rồi bắt đầu mình thêm một lớp nữa là một lớp chọn màu. Cho nên là nó còn tới hai bước nữa ở trên cái này. Và màu sắc thì từ từ mình sẽ phối sao nha. Bây giờ thì mấy anh thợ với chú là chỉ làm được ngày hôm nay thì mới tới đây thôi. Tủ thì cũng là nhóm thợ này làm luôn. Nhóm thợ này ở bên Trung Quốc thì được gọi là thợ mộc. Thì nhà em là sẽ đóng cái tủ gỗ bắt từ bên đây trắng qua đây luôn nè. Còn ở đây thì anh sẽ làm một cái bàn để mà thờ gia tiên. Ở bên Trung Quốc thì không có thờ ông bà này kia, nhưng mà sẽ thờ một cái bàn chủ đạo trong nhà là thờ gia tiên. Đó thì tụi em thờ bên đây. Và từ bên đây bắt hết luôn, bao cái thân gỗ này vô bên trong luôn là tủ quần áo. Bây giờ mấy người đó thì người ta đang có vừa cái chú này đang đứng kỹ làm cho xong cái chỗ này, còn hai người kia thì đang tính để mà mình đóng cái giường như thế nào, với lại là bên cái giường thì làm cái tủ quần áo này kia như thế nào á, thì đang bàn tính ở bên kia. Ngày hôm nay thì mới làm xong phòng khách như vậy, cũng chỉ mới bước đầu thôi, cũng còn nhiều bước tiếp theo lắm. Ở dưới này em với lại sẽ hái một ít bí ngòi mà bí vàng nhỏ cho cậu Tư. Giờ đi ra rồi sao? Có dẫn cậu Tư ra sao cho cậu Tư coi nữa. Chả thấy hồi hoang nè. À đi đi. Đi xả tiếng hậu hả? Đi. Thiên thiên ba ba đâu chiêu nè. Sao chẳng thấy đua là sư bố quả. Đồng bố mảng quá. Nó bị hải dộ, nó bị hình đua nè. Chẳng xám thì quá là xám nó có lẽ. À? Thiên hậu. Thiên hậu. Cậu Tư hả? Cái này không đọc. Cái này không có cái gì đâu. Thiên hậu. Thiên hậu. Khang Thiên Hậu Khang nè. Còn quá trời luôn á. Bây giờ. Cải thiên chẳng mà, xin thiên bố chẳng lờ, cải thiên mà. Bye bye Sư Diêu. Tôi với chào chị. Mấy chào chị.
Vâng, được rồi. Hôm nay trong lúc thợ làm á, thì tụi em cũng tranh thủ trồng thêm một ít hạt bắp ở ngay cái hàng rào. Đợt bắp này á, xem như là đợt bắp cuối cùng nè. Khi mà thu hoạch bắp này á, thì cũng là lúc á, là mùa đông tới luôn rồi. Cái mớ này á, thì tới lúc đó em sẽ thu hoạch và để trong tủ lạnh trữ để ăn dần trong mùa đông. Vậy là video của em hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị đã yêu thương và xem hết video của em. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo vào ngày mai.